Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào cái sự kiện testnet của dự án là Zeta Chain nha. Thì hiện tại thì cái dự án Zeta Chain này nó đang có chương trình airdrop, đó là khi mà các bạn tham gia vào testnet thì mặc định các bạn sẽ nhận được là 5 token Zeta khi mà họ ra mainnet, và tiếp theo đó thì các bạn sẽ được claim một NFT ở trên Project Galaxy. Claim NFT ở trên Project Galaxy, và tiếp theo đó thì các bạn có thể là kiếm cái điểm boy. Thì cái điểm boy này thì mỗi ngày các bạn vào đây các bạn swap một lần thì nó sẽ tặng cho các bạn đó là vài trăm điểm boy. Thì cái điểm boy này thì sau này các bạn nó sẽ cho các bạn đó là quy đổi ra con token Zeta khi mà họ ra mainnet nhé. Thì mặc định các bạn tham gia testnet thì các bạn sẽ nhận được là 5 token Zeta, và tiếp theo đó là các bạn cần phải là mỗi ngày các bạn vào đây các bạn swap để các bạn kiếm điểm boy. Thì cái điểm boy sau này các bạn sẽ đổi ra con token Zeta này. Ok, thì hiện tại thì chúng ta sẽ tham gia vào cái testnet ở trên mạng lưới đó là Google nhé. Thì như các bạn đã biết thì vừa rồi thì sự kiện thờ mơ của Ethereum đã thành công kết hợp với bên mạng lưới test, đó là mạng lưới thử nghiệm Google rồi nhé. Ok, thì để tham gia vào cái testnet này thì đầu tiên các bạn cần các bạn trên ví MetaMask á, các bạn chuyển đổi sang mạng lưới thử nghiệm nhé, mạng lưới testnet Google này. Thì đối với bạn nào mà chưa có ETH Google ETH á thì các bạn vào đây các bạn phao kẹt nhé. Mình sẽ để lại ba cái link phao kẹt của ETH testnet ở bên mạng lưới Google. Thì cái link này thì ở cái phần là googlephaoket.com này các bạn cần phải đăng ký bằng tài khoản email, rồi sau đó các bạn login vào, rồi các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây, rồi các bạn nhấn vào nút send me ETH thì nó sẽ gửi cho các bạn ETH thôi nha. Còn đối với cái trang Paradigm Multifaucet này thì các bạn chỉ cần là login bằng cái tài khoản Twitter của các bạn vào nha, các bạn xin in Twitter của các bạn vào rồi các bạn faucet thôi. Thì sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây, cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn dán vào, sau đó các bạn nhấn nút faucet. Thì sau khi các bạn phao kẹt xong thì nó sẽ cho các bạn đó là 0,5 ETH. Và tiếp theo đó thì cái link phao kẹt thứ ba đó là cái link phao kẹt Google Bao, có nghĩa là các bạn đào ETH bên mạng lưới testnet Google. Thì cái link này trước đây mình cũng đã hướng dẫn anh em là tham gia cái sự kiện thờ mơ ở bên cái mạng lưới Keylink rồi nhá. Thì về phần này các anh em nào mà muốn đào lấy ETH Google testnet á thì anh em copy lại cái địa chỉ ví của mọi người này, copy lại cái địa chỉ ví của mọi người nha. Theo đó các bạn quay trở lại đây, các bạn dán cái địa chỉ ví của bạn vào đây thôi, rồi đó các bạn xác thực người máy, rồi các bạn nhấn nút start mining nha. Thì các bạn nhấn nút start mining, thì sau khi các bạn start mining xong thì các bạn đợi đó cho nó chạy thôi nha. Thì ở phần này nó sẽ cho các bạn ấy luôn, đó là nó sẽ đưa ra cho các bạn luôn này, đó là khoảng là 3 tiếng thì các bạn sẽ nhận được là 8,5 ETH nha. Khoảng là bao nhiêu á, đây này, trên là 1 giờ, thì 1 giờ các bạn sẽ nhận được là 1 ETH nhé. Đây này, 1 giờ các bạn sẽ nhận được là 1 ETH testnet nhé. Các bạn cứ vào đây các bạn để đó cho tự nó đào thôi đấy. Thì sau khi đào xong thì các bạn có thể đó là claim về quý, các bạn nhấn nút claim. Thì sau đó sau khi các bạn nhấn nút claim xong thì cái ETH mà các bạn đào được á thì nó sẽ về quý cho các bạn thôi ở bên mạng lưới Google Testnet, để chúng ta tham gia vào các testnet ở những cái dự án sau nha. Đây này, sau khi các bạn claim thì nó sẽ gửi về đây cho các bạn thôi. Ok, thì sau khi các bạn đã có ETH rồi, sau khi các bạn đã có ETH bên testnet bên mạng lưới Google rồi thì bây giờ các bạn tiếp theo đó là các bạn cần phải follow Twitter của họ là Zeta Chain này. Thì các bạn chỉ cần vào Twitter của họ, các bạn nhấn nút follow thôi. Ok, tiếp theo đó là các bạn cần phải qua cái link testnet, cái link sàn test của họ đây. Thì đây là một cái chain cross-chain thôi các bạn, có nghĩa là swap cross-chain thôi, có nghĩa là các bạn swap từ mạng lưới này sang mạng lưới khác. Thì về cái cái thể loại này thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người ở lúc trước đó, thì testnet cũng rất là nhiều dự án về cái thể loại này rồi nha. Có nghĩa là các bạn có thể là swap từ mạng lưới này sang mạng lưới khác ấy nha, bằng tất cả những cái đồng coin mà các bạn đang có, đơn giản thôi. Ok, thì sau khi các bạn làm xong hết rồi thì bây giờ chúng ta đi vào bước testnet. Thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, đó là cái link là lab.zetachain.com này, leaderboard này.
thì các bạn connect với lại cái ví MetaMask ở mạng lưới Goali Testnet giúp mình. Ok, các bạn chọn vào phần MetaMask. Sau đó các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Và tiếp theo đó thì ở bên phần do account này nó sẽ hiện ra là chữ query Twitter, có nghĩa là chúng ta là cần connect cái tờ tài khoản Twitter của chúng ta. Và nó yêu cầu các bạn cần cái tài khoản Twitter của các bạn phải tạo trên 1 tháng nhé. Các bạn lưu ý nhé. Ok, thì sau khi các bạn follow nó xong ấy thì và connect xong thì các bạn nhấn nút query with Twitter. Sau đó thì Twitter yêu cầu chúng ta là ủy quyền với cái ứng dụng này thì các bạn nhấn nút Authorize App này. Chúng ta connect với lại cái dự án ZetaChain. Ok, thì sau khi các bạn connect xong. Sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra cái username Twitter của các bạn ở đây và cái địa chỉ ví của bạn ở đây. Và tiếp theo đó thì các bạn cần là Confirm Wallet thì các bạn nhấn vào nút Confirm Wallet. Thì sau đó thì cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu yêu cầu các bạn là xin và ký nhé. Ok, các bạn nhấn vào nút xin và ký. Ok, thì sau khi các bạn invite xong thì nó sẽ cho các bạn đó là 10.000 boy nha. Total boy này. Thì Zeta boy có nghĩa là ZB, thì sau này nó sẽ cho các bạn đó là các bạn đổi ra con token Zeta cái điểm boy này nha. Mình nhầm rồi. Từ đợi mình tí nhé. Đợi mình tí, mình lỡ bấm disconnect rồi. Bây giờ mình để mình connect lại. Ok, thì sau khi các bạn đã connect Twitter và query cái địa chỉ ví của các bạn xong thì nó sẽ cho các bạn đó là 10.000 boy. Thì ngoài 10.000 boy ra thì nó sẽ cho các bạn đó là 5 token là mặc định nhé. Mặc định là nó sẽ cho các bạn là 5 token nha. 5 token Zeta nhé. Thì sau này ra mainnet thì họ sẽ gửi cho các bạn thôi. Ok, thì tiếp theo đó là chúng ta cần là đi swap. À, ở phần ở về đối với cái boy này nè. Làm cách nào để ấy boy này thì ngoài ngoài swap ra thì các bạn có thể là lấy cái link red của các bạn đi mời nhá. Thì cả hai bạn sẽ nhận được là 5.000 điểm, có nghĩa là 5.000 boy ấy. Và khi mà các bạn thực hiện một lệnh swap thì các bạn sẽ nhận được là 250 điểm nha. Ok, thì đối với bạn nào mà muốn đi tiền red hoặc là cheat gì đấy thì các bạn có thể là ở bên một leaderboard này nè. Sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra cái chữ đó là invite to here. Các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ cho các bạn là một cái link red nha. Các bạn nhấn vào rồi các bạn nhấn nút copy link thôi nha. Các bạn copy link. Ok, rồi các bạn đi tiễn thêm bạn bè thôi. Thì sau khi các bạn copy link xong thì nó sẽ cho các bạn một link red này nha. Đấy, vậy thôi. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta là đi swap. Ok, tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút get Zeta nha. Các bạn qua cái mục đó là get Zeta. Chúng ta file kẹt con token Zeta testnet để chúng ta swap. Ok, các bạn nhấn nút request asset. Các bạn chọn qua mục đó là get Zeta. Rồi các bạn chọn vào cái mục đó là request asset. Thì sau đó sẽ gửi cho nó gửi cho các bạn một số đồng Zeta để chúng ta tham gia testnet nhé. Các bạn đợi một tí. Ok. Ok, thì sau khi các bạn file kẹt xong thì nó sẽ cho các bạn đó là 5 Zeta nhé. Và tài sản gas trên ví của mình Goli bạn sẽ nhận được. À, cái đây là cái 5 đồng Zeta này này các bạn này. 5 đồng Zeta này là thì sau này mainnet họ sẽ cộng trực tiếp vào cái ví cho các bạn luôn, đó là bên mainnet luôn nhá. Thì sau này khi mà họ ra mainnet thì 5 đồng này nó sẽ tự động cộng vào ví cho các bạn luôn. Thì mặc định là nó cho chúng ta là 5 đồng nhá. Ok, thì sau khi các bạn get xong thì các bạn chọn qua một swap. Thì bên một swap này ở trên thì các bạn chọn cho mình đó là các bạn nhấn vào nhá. Các bạn nhấn vào ở mạng lưới network á. Là chọn là Goali. Ok, tiếp theo đó là select token, các bạn nhấn vào.
thì các bạn đang có những cái đồng gì thì nó sẽ hiện ở đây. Thì khi mà các bạn đang có ETH, sau khi các bạn khoao kẹt ETH thì nó sẽ hiện ở đây ETH cho các bạn. Các bạn chọn là ETH, GETH nha. Còn ở dưới Select Network các bạn chọn cho mình đó là chọn BSC Testnet bên mạng lưới Binance Smart Chain. Có nghĩa là chúng ta là chuyển từ cái mạng lưới này sang mạng lưới khác đó nha các bạn. Ok, còn ở dưới sau khi các bạn chọn BSC Testnet xong thì các bạn chọn là Select Token. Các bạn chọn cho mình đó là TBNB hoặc là đồng ETH ở đấy, tùy các bạn thôi, hoặc là USDT nha. Thì ở đây mình sẽ chọn là TBNB đi, hoặc là ETH, mình sẽ chọn ETH đi. Ok, tiếp theo đó thì trên ví của các bạn ở bên mạng lưới ETH, ở bên mạng lưới Goali của các bạn đang có bao nhiêu á. Ví dụ hồi nãy các bạn khoao kẹt được bao nhiêu á, ví dụ là 0.01 đi, thì bây giờ các bạn điền cho mình đó là 0.001. Các bạn nhớ chừa lại một xíu phí để các bạn làm phí nhé. Rồi các bạn đợi cho nó lót thôi. Thì hiện tại mình đang có là 13, thì mình sẽ chuyển là 0.5 đi. Ok, thì sau đó các bạn đợi cho nó tính thì nó sẽ hiện ra đây thôi. Nó sẽ hiện ra ở đây. Thì các bạn chuyển đổi từ 0.5 ETH từ mạng lưới Goali sang mạng lưới sang con token ETH ở bên mạng lưới BSC thì khoảng là 21 nha. Ok, thì đây là testnet thôi, cho nên là các bạn cứ tham gia thoải mái thôi các bạn. Ok, thì sau khi các bạn điền số lượng các bạn muốn chuyển chain xong thì các bạn nhấn nút review order. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút swap. Sau đó thì cái ví MetaMask của các bạn sẽ tự động mở ra và yêu cầu các bạn là xác nhận phí nhé. Chúng ta trả phí. Ok, các bạn nhấn nút xác nhận. Thì sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận là 4 confirm nha. Thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận. Đây này, Goali nè, sang ZetaChain và nó sẽ tự động chuyển sang lại BSC Testnet. Thì khi mà đủ 4 confirm ở trên mạng lưới thì nó sẽ các bạn sẽ ở bên mạng lưới BSC Testnet, các bạn sẽ nhận được là con token ZETA này thôi, có nghĩa là chúng ta đã chuyển thành công. Ok, 1000 boy nè các bạn, sau khi mình thực hiện chuyển xong ấy. Sau khi mình thực hiện chuyển xong thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo là Yield Resend là 1000 boy nha. Và nó sẽ cộng ở trên ZB cho các bạn, ZB là có nghĩa là ZETA boy á, nó sẽ cộng lên đây cho các bạn. Thì mỗi ngày các bạn vào đây các bạn chỉ cần là swap 1-2 lần thôi để các bạn nhận điểm boy, nó sẽ cộng lên đây. Thì cái điểm boy này sau này chúng ta sẽ đổi ra con token ZETA này. Ok, thì các bạn đợi cho confirm nó hết thì nó sẽ tự động chuyển thôi. Ok, 4 confirm rồi này. Và bước thứ hai là tới ZETA chain này. Thì từ ZETA chain nó sẽ tự động chuyển sang BSC testnet cho các bạn thôi. Ok, thì chỉ cần như vậy thôi các bạn, đâu cần làm gì nữa đâu. Thì sau khi các bạn swap xong thì các bạn chụp lại ảnh màn hình giúp mình nhé. Thì nó đang trong quá trình là chuyển đổi này, các bạn cứ giữ nguyên đeo và nó đang qua trong quá trình chuyển đổi á, các bạn chụp lại ảnh màn hình giúp mình. Đấy. Tiếp theo đó thì các bạn join vào kênh Discord của họ. Các bạn join vào kênh Discord của họ nhé. Thì link Discord mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người luôn. Chúng ta view bắt ở bên trong Discord của họ nhé. Thì các bạn chụp lại cái màn hình là làm bằng chứng các bạn đã tham gia của họ nha. Đã tham gia vào đây nha. Ok, thì Discord của họ đó là ZETA Chain. Khá là đông thành viên, 21.000 gần 22.000 người rồi. Đợi mình tí nhé. Discord lại bị đầy. Ok, chúng ta join này. Thì sau khi join xong thì các bạn nhấn nút comment này, đồng ý với điều khoản của nhóm này, tích vào ô này rồi submit thôi.
Và tiếp theo đó thì các bạn sẽ tích vào cái emoji này, thì nó sẽ mở ra những cái mục khác cho các bạn thôi nhé. Các bạn tích vào cái emoji này, nó sẽ mở ra cái mục mục khác cho các bạn. Thì tiếp theo đó là các bạn cần select role. Thì các bạn nhấn chọn cho mình cái mục đó là mục role selection. Thì trong mục role này thì các bạn có thể là member này, Mimi hoặc là gì beta tester này nhé. Các bạn nhấn vào đây này, beta tester này, để chúng ta lấy cái role này. Còn mấy cái role này là dùng cho developer và là designer thôi. Và là những anh em nào mới thích tạo Mimi thì có thể tích vào cái Mimi này luôn nhé. Tạo Mimi thì các anh em tạo Mimi rồi qua cái mục Mimi này anh em gửi những cái hình ảnh lên thôi. Đấy. Ok, mình đã query rồi. Tiếp theo đó là thì sau khi các bạn chọn xong thì các bạn kéo xuống bên dưới nhé. Các bạn chọn cho mình đó là testnet fieldpass. Thì ở trong một testnet fieldpass này thì các bạn tải cái hình ảnh hồi nãy lên giúp mình, hình ảnh mà hồi nãy các bạn chụp ấy nhé. Ok, các bạn tải lên đấy rồi các bạn điền cái địa chỉ ví của các bạn lại thôi. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn này. Sau đó các bạn ghi cái thôi. Bạn ghi đại gì cũng được nhé. Sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví của bạn vào thôi. Trên đây Facebook thì không cần đâu. Thì Facebook chủ yếu là những chúng ta gặp lỗi gì, chúng ta trong quá trình các bạn tham gia đây này, khi mà các bạn gặp lỗi gì ấy thì chúng ta mới gửi với Facebook thôi. Còn ở đây thì khi mà các bạn Facebook không gặp lỗi gì thì các bạn cứ chụp lại ảnh màn hình rồi các bạn gửi lên đây thôi. Kèm với cái địa chỉ ví của bạn rồi các bạn gửi lên thôi. Nhá. Như thế này. Đấy. Là xong. Còn ở bên một Vita Forecast thì các bạn muốn nào phao phao kẹt đấy, đối với bạn nào muốn phao kẹt cái đồng Vita để các bạn testnet đấy, swap Vita testnet đấy, thì các bạn qua cái mục là Vita phao kẹt này này nha. Sau đó các bạn search cho mình đó là cái từ như thế này, đó là Vita, các bạn copy lại cái dòng này này, Vita phao kẹt drip, các bạn dán vào đây, sau đó các bạn cắt ra một cái. Rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn dán ở sau đây. Rồi các bạn gửi lên thôi. Thì sau khi gửi xong thì nó sẽ gửi cho anh em là một số đồng Vita testnet nhé. Nè, Vita testnet về ví cho các bạn thôi. Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại swap này. Qua ngày mai nhé. Các bạn qua ngày mai ấy, thì các bạn vào đây các bạn swap thôi. Nó sẽ gửi cho các bạn cái đồng là Vita testnet ở đây. Các bạn có thể là swap từ Vita sang mạng lưới BSC tiếp để các bạn nhận boy thôi nhé. Đợi mình tí mình gửi lại một lần nữa xem thử có nhận boy được nữa không nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển là TBNB 0.1 đây. Ok, mình sẽ review order swap này. Đơn giản thôi, xác nhận trên ví MetaMask là xong thôi. Để mình swap xong thử xem là nó có cộng điểm boy nữa không nhé. Hình như là mỗi ngày các bạn chỉ cần swap một lần thôi nhé. Mỗi ngày nó sẽ cộng boy cho các bạn một lần thôi. Ok, như vậy là mỗi ngày nó sẽ cho các bạn swap một lần thôi nhé. Mỗi ngày vào đây các bạn swap một lần thôi để nhận 1.000 điểm boy nhé. Các bạn tích lũy điểm boy đi. Thì để tích lũy điểm boy thì đầu tiên thì các bạn swap mỗi ngày các bạn vào đây thì các bạn swap một lần thì nó sẽ cho các bạn điểm boy. Và tiếp theo đó thì các bạn có thể là dùng cái link red của các bạn này, các bạn đi tìm đi đi chích hoặc là đi kêu bạn bè gì đó làm qua link red của các bạn thì cả bạn bè của các bạn và cả bạn sẽ nhận được là 5.000 điểm boy. Nha.
Ok thì như vậy là xong thôi. Ở trong đây nó cũng có một tiếng Việt nè, anh em có thể vào đây các anh em chat với những người Việt Nam nè. Ok thì khi nào họ ra mainnet thì mình sẽ update sau trên kênh cho anh em nhé. Vậy là xong thôi. Còn đối với anh em nào mà muốn chuyển về lại ấy, muốn chuyển từ BNB sang BNB Testnet sang mạng lưới Global Testnet lại ấy, thì ở trên ví MetaMask của anh em ấy chuyển sang mạng lưới BSC Testnet thôi. Các bạn chuyển đổi sang mạng lưới BSC Testnet lại này nhé, Binance Smart Chain Testnet. Rồi anh em chuyển từ BNB sang sang lại con sang mạng lưới ETH Global này. Đấy. Để chúng ta dùng mà ETH Global này chúng ta làm phí thôi. Còn về việc đào thì anh em chỉ cần đào 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 ở trên đây thôi nhé. Rồi mình tắt cái trang đào rồi. Ok thì như vậy là cái video mình anh em lưu ý đúng không này. Anh em lưu ý là nhờ sau khi anh em mà join vào những cái nhóm á, thì sẽ có những cái thằng scam nó sẽ gửi tin nhắn cho anh em nhé. Ở trên mục đây nè, các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi thì các bạn sẽ thấy em thì thấy được là những cái thằng là những cái nó phay dự án á, nó sẽ gửi tin nhắn là và kèm những cái đường link, anh em tuyệt đối không được nhấn vào những cái đường link đó nhé. Thì anh em xóa đi luôn đi nhé, anh em xóa đi hoặc là các bạn nhắn report là tôi được block đó thôi. À còn còn cái cuối cùng đó là sau khi anh em tham gia testnet xong ấy thì anh em vào cái link cuối cùng dưới phần mô tả video để anh em là claim free con tóc con NFT ở trên Project Galaxy luôn nhé. Mình sẽ để dẫn lại cái link dưới Project Galaxy cho mọi người claim. Đây nè nhé. Thì anh em chỉ cần connect với bên BSC hoặc là bất kỳ cái mạng lưới nào thôi nhé. Anh em chỉ cần connect thôi. À như vậy là Polygon. Thì anh em chuyển đổi sang mạng lưới Polygon thôi nhé. Trên ví MetaMask anh em chuyển đổi sang mạng lưới Polygon thôi. Thì sau khi chuyển xong thì ok. Như vậy là sau khi anh em tham gia testnet xong á và follow Twitter của họ xong á thì anh em được claim luôn nhé. Chứ không cần phải đợi đâu. Ok thì sau khi anh em tham gia testnet xong thì anh em vào đây, anh em connect với lại cái địa chỉ ví Polygon Matic bên mạng lưới Matic Polygon và anh em claim thôi. Claim mà không biết Claim Free là trả phí đây. Ok như vậy là Claim Free nha mọi người. Claim Free nhé. Anh em chỉ cần nhấn Claim thôi và đợi nó tự động về ví thôi. Anh em có thể là kiểm tra trong mục đó là Galaxy ID này nhá. Sau khi anh em Claim xuất kẹt này. Này là Claim Free thôi. Sau khi anh em Claim xong thì nó sẽ về OAT cho các bạn trong phần này nhá. Các bạn đợi một tí ở trên mạng lưới nó xác nhận xong thì nó sẽ hiện trong đây thôi. Hoặc là anh em có thể là kiểm tra trên mạng lưới Polygon ở trên cái mạng lưới của họ ấy. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn tham các bạn tham gia vào cái sự kiện testnet của dự án Zeta Chain nhận token Zeta. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.